Chào mọi người, thì hôm nay mình có mặt ở Huế, ở xã nào nhỉ? Hưng Bình. Xã Hưng Bình. Xã Hưng Bình, huyện gì vậy nhỉ? Hương Trà. Huyện Hương Trà. Tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì hôm nay mình tới là xem cái việc sử dụng phương pháp khoan lấy mổ bằng khí là có đạt hiệu quả hay như thế nào hay không ở trên vùng này. Thì sau đây mình phỏng vấn chủ vườn và anh Cẩn là người hướng dẫn chủ vườn thực hiện phương pháp này. Chào anh. Dạ, chào anh. Thì anh có thể kể cho em biết là cái quá trình mà anh làm cái phương pháp này và vì đâu anh biết cái phương pháp này? Thì trong quá trình đi phương pháp để biết thì chúng là mình cũng lên mạng để tìm hiểu. Anh lên mạng tìm hiểu. YouTube anh. Trên YouTube để tìm hiểu cái cách làm phương án để làm để làm cái khoan mổ về khí khí ga. Nhưng mà về bên khoảng thời gian mình làm thì chúng là tính ra thì hằng đạt được là chúng là mình khoáng á, thì hằng tạo theo cái mức độ để khoáng. Nhiều giống như cái cao su nên mình khoáng mà trong một ngày mình nghỉ. Cái tính tỷ lệ giống như 1000 cây này á. Ăn xong chưa? Là được tỷ lệ là một lần khoáng được 270 mũ, còn cái lượng mũ mà chạy lại thì mình chưa tính. Thì anh sử dụng phương pháp này anh thấy nó hiệu quả về kinh tế và về công cán không? Là đúng cách làm về phương pháp này thì tỉnh về công cán khéo thì dưới cao thì quả hơn nhiều, nên chúng là mình đỡ cái công cao. Dạ. Về con về cái khoảng mà cái cách mà làm thì mình cũng được mắt thì mình đây cũng là đang làm một khoảng thời gian ngắn thôi cho mình chưa biết về cái về sau. Dạ. Nhưng được mắt là mình cũng thấy là lượng mũ thì đang cho thì đạt. Dạ. Trong một lần khoảng ba ngày mình nghỉ. Dạ. Và mình còn lại là thấy trong thời gian mấy tháng mình làm liên tiếp thì mũ hàng vẫn đi chạy điêu cho hàng chưa thì có chỉ tờ ngày. Dạ. Anh làm lúc đầu là anh làm anh tự mua về anh làm. Lúc đầu thì mình cũng có về bên chỗ công ty ra để hướng dẫn cái cách làm lần đầu tiên. Dạ. Công ty cũng ra để chỉ dẫn. Rồi sau về sau thì mình từ từ đó mình học hỏi mình tìm cách để làm thôi, thằng cũng dễ thôi, có chỉ dạ. Thì cái này quan trọng là cái quy trình lấy mũ sao cho nó phù hợp với cái sức cây của mỗi vùng miền của vườn mình như thế nào thì mình lấy sao cho nó phù hợp với cái sức cây của vườn của mình. Thì ở đây em thấy ở trên đây thì đất cũng tốt, cây cũng tốt nên sản lượng là nó tương đối là nó cao hơn những cái vùng khác. Dạ. Thì mình đây thì theo mà về lại sức cây thì mình cũng nói về là giờ chưa hiện giờ chưa là mình thời gian làm thì cũng là mình trong mình đây thì mới làm cũng được thời gian cũng là 5-6 tháng trở lại đây thôi. Dạ. Còn chưa được làm lâu lắm nhưng mà tính đó thì lượng mũ thì trước mắt thì mình thấy rằng mình cào mà thời gian 3 ngày nghỉ lại thì lượng mũ họ vẫn cho năng suất cao. Dạ. Đỡ ra thì cũng cào của mình và đỡ thì lực giảm cào. Dạ. Phải làm cái này quan trọng cũng là cái người hướng dẫn á, hướng dẫn mình cái cách thức làm sao cho nó đúng phương pháp và nó phù hợp với vườn cây của mình. Thì cái thời gian đầu thì rất là nhiều cái đơn vị họ như họ làm ở khu vực này đúng không anh? Rồi hàng cỏ đây chứ hiện giờ cỏ đây hai cái nắp trên chụp đồng đấy, một loài đấy với một loài nắp chụp đầu đồng là có nắp xanh là ngày dưới là cỏ để thải mũ. Dạ. Nhưng mà hiện giờ chứ là nhiều tỉnh đến tỷ lệ á, thì nắp đồng thì hẳn quan trọng mà quan trọng cái về cái bọc khí này á. Dạ. Cái quan trọng về bọc khí này thì chúng là nếu mà theo cảm thấy được là cái số lượng mà lại về cái bọc này thì về tỷ lệ á lên chúng là bộ đạm hơn nhiều về cái mình lại bên chỗ những việc cái dạng hiệu cái về bi khí này thằng một công ty hai nhiều công ty mình được biết nhưng mà nói chung là về bên thế á, là không biết đang tự nhiên là hai bị si ở cuộn đây này. Dạ. Si cuộn nó nhiều thời gian là mình bơm vô làm si hơi si ra đó là một thời gian mà anh xài là tiếp tục nó xì là hàng xì nó cứ xì lại ra nó dừng thì dập này. Dạ. Thì ở gần đây có nhiều vườn xài những cái thiết bị như vậy không anh? Cũng có, nhưng là hiện như ở đâu đấy cũng có người xài.
Nhưng mà nói chung là cái góc độ xa dưới tựa thì chứ họ chắc ở đây thì họ cũng giảm rồi. Dạ. Thì nhưng là vì mức độ thấy là hàng bị suy yếu về cái vườn. Dạ. Cái này nó tới lại hiện giờ tới lại ta nó chỗ cần. Dạ. Nói chung là đóng thì bộ đào. Nhưng có sổ thì cũng có lấy cũng bên chỗ có người đưa ra nhưng mình cũng chưa mình không biết ai hết. Dạ. Công ty đó mình không biết. Nhưng thực sự thì hàng bị CBU. Còn về cái nắp động á thì mình chưa biết một bộ đạm hẳn là cả chất lượng hẳn được hay không. Dạ. Yeah. Mình chưa quan trọng chưa biết. Thực mắc là xì khí ga đây là mình chưa biết xì khí ga. Dạ. À, làm cái đó thì nó sẽ tốn khí hơn và đồng thời là nó sẽ không đặt mũ cho mình. Thì hẳn đáng xì đó, xì thì mình phải tốn khí. Dạ đúng rồi. Thì cái loại này thì nó ép chảy hai cái đầu của ống luôn. Nó chảy hai cái đầu của ống luôn. Thì anh xài một thời gian nó không có bị bong ra. Thì nó chảy ra mà. Nè. Nó chảy ra nên nó không có bị tiếp tục nó rò. Thì có nghĩa là cái này trong quá trình anh xài. Thì anh xài qua năm nay qua năm sau thì nó vẫn bình thường. Nó không có bị tình trạng là nó rò rỉ. Tại vì nó chảy ra rồi. Còn nếu mà cái dạng này mà khi mà anh thấy là cái này anh nó không chảy mà anh cầm, anh có thể là anh lấy bóng tay nè mà anh nó không có hòa tan như thế này nè, là có nghĩa là nó xài một thời gian á, gọi là thằng con bị đồ hờ ăn cúng trước rồi. Dạ, là xài một thời gian là bắt đầu là cái này nó giãn ra thì nó không có bóp vô trong cái ống này nữa, thì bắt đầu nó sẽ xì cái cổ này ra. Thì đây là cái cách mà để phân biệt hàng đảm bảo hay là hàng không đảm bảo. Dạ. Thì nếu là làm cái này thì qua năm sau anh có thể là sử dụng bình thường. Bữa năm sau mình không có tốn tiền thiết bị nữa. Còn nếu mà những cái hàng mà nó không có chảy, nó ép chảy như thế này, thì để một thời gian á, cái hàng giữa mùa, cuối mùa anh nghỉ, qua năm sau là bắt đầu là nó sẽ co giãn ra, nó hở ra, và bắt buộc là phải mua thiết bị mới thì nó sẽ không phù hợp. Anh Cẩn, anh làm khu vực này được bao lâu anh? Khu vực này là 5 tháng rồi. 5 tháng à? Là anh thấy cái về cái mức độ hiệu quả của bà con ở dưới đây sao? Đây cũng chỉ có ai phan nam với bọc hết. Dạ. Chứ ai nói với bọc hay là với nói hết. Thì đó là mình làm cho họ đó, chứ họ cũng chưa nói là với họ chứ lại chỉ với bọc chi bọc đôi gì hết. Dạ. Họ làm cái bộ đạm cho họ hết chứ. Mình... Còn thời gian đầu là có một số bên họ xuống đây bán hàng ha? Rồi đó. Thời gian đầu có một số bên khác xuống đây bán hàng đúng không? Thì bên cái chỗ nắp chụp xanh đó. Dạ. Thời gian có bạn mà bên tỉnh có lấy nắp chụp xanh đó. Dạ. Nên bên tôi lấy dâm cho đó mà xì quả sau này đổi lại đó. Dạ. À, không có đưa ra nhà làm mà tôi thấy xì phải không làm sao lại bên này làm. Bên công ty mình làm đó. Dạ. Ví dụ hôm giờ động cho họ cũng nhiều lắm. Có một cái động này. Thì bên em có chẳng hạn như nó sẽ có cái phương pháp để làm và cái cách thức để mình biết cái ở cái làm như thế nào để đạt cái năng suất tối đa của cái vườn của mình, với điều kiện là lấy mùa nước nha, còn lấy mùa đông thì khó xác định. Thì bên em có cái số tổng đài là cái số mà để hướng dẫn kỹ thuật á, thì nếu mà ai lấy sản phẩm của bên công ty em á thì có thể add Zalo số đó và nhắn cái sản lượng mũ và cái độ mũ của cái vườn của mình, và từ đó em sẽ phân tích ra ở cái sản lượng nào mà cái cây của mình nó đạt được cái năng suất cao nhất và nó tránh được cái tình trạng là quá sức cây. Thì làm vậy thì cái nâng cao cái năng suất cho vườn cây của mình, và họ làm ví dụ có những cái vấn đề nào về khúc mắc về kỹ thuật như thế nào đó thì sẽ được giải đáp để cho cái hiệu quả là đạt được là tốt nhất. Bên anh đến đây thì cũng có thể đưa cho lô về tên bà thì cũng có bên đây, cái kỹ thuật bên anh cũng hướng dẫn cũng nhiều đó. Dạ. Thì có gì bên đây thì nếu mà ai thắc mắc, bà con thắc mắc thì mình họ điền quá. Dạ. Bên Zalo hoặc là điền lên UBB. Dạ. Qua bên đó thì hẳn có một cái tổng đài để mà mình hỏi một tổng đài bên anh thì anh có lên coi UBB đâu nhiêu đó. Dạ thì đúng rồi. Tôi biết rồi đó, họ cũng biết. Thì có nghĩa là phương pháp này nếu mà làm đúng cái kỹ thuật và đúng cái
thì nó sẽ đạt được cái sản lượng mũ cao nhất cho cái tùy theo mỗi vườn, nó không có có giống nhau. Đúng mà rồi, mỗi vườn theo, nó sẽ có cái năng suất phù hợp. Là tùy theo đây người lấy nhiều, lấy ít nữa. Dạ. Thì mình lấy nhiều quá thì nó còn sụt mũ lại. Mà tùy theo cái giống cây, giống cây nữa. Dạ. Cho mình tùy theo vườn nữa, đẹp xấu nữa. Chứ còn mà vườn mà xấu quá mình đóng thì cũng ít mũ. Dạ. Chắc cũng mình là. Nên nhiều khi nhiều vườn họ cứ nghĩ là nhiều mũ là tốt, nhưng ra không phải vậy. Đôi khi là tính về quy khô như thế nào đạt sản lượng cao nhất thì mới là tốt nhất. Đôi khi nhiều mũ mà độ nó thấp thì sức cây nó không có thì nó cũng không phải là hiệu quả, nó không lâu dài được. Còn nếu mà lấy ở một cái khoảng phù hợp của nó thì nó sẽ giúp cho cái năng suất của mình là lấy được năng suất cao nhất mà cái vườn cây mình nó tốt nhất. Nói chung là trong tỷ lệ mà làm răng mình phải biết được là cái lượng mũ của mình là cái đồ hàng năm ra răng đó được. Dạ, đúng rồi. Nuôi được cái sống cái cây. Dạ. Chứ đôi khi xuống mà hàng xuống mà đồ con thấp quá là nước đó chứ hàng cũng có cái mình ngưng lại cái đá. Dạ. Mình ngưng khoan lại cái đá để 3-4 ngày mình khoan lại. Dạ. Giờ mình khi mình thấp quá mình đem mình khoan tiếp nữa thì hàng đồ thấp phải ít mũ lắm. Dạ. Thì giờ mình làm thì mình cũng nói bà con là của mình hiểu cả bà con là khoan xưa ra thì còn áo là bà con trên lấy thì mình đâu có biết này. Chứ bà con mà chứ mình nói được cho bà con họ nhiều khi họ hái họ mới hai bữa mà họ đặt khoáng thôi, hai bữa đặt khoáng thôi thì dạ, với lại nó có một cái gọi là cái khoảng độ kỹ thuật để mà đạt cái năng suất cao nhất thì bên em là có cái bộ phận kỹ thuật để chuyên mà nhập liệu, chuyên mà để giám sát cái vườn, chẳng hạn như là anh sử dụng vườn anh muốn cho là cái không biết là cái năng suất của vườn mình là lấy như thế nào đạt năng suất cao nhất thì anh có thể là add Zalo cái số tổng đài và anh ghi rõ là cái vườn của anh giống gì, bao nhiêu năm, điều kiện phân bón sao và chia làm bao nhiêu một lô, bao nhiêu cây và một lần lấy bao nhiêu, sau khi bơm khí lần 1, lần 2, lần 3 là bao nhiêu, thì sau khi bên em sẽ dựa vào cái số liệu đó để mà bên em tư vấn cho anh là cái cách thức và cái nhịp độ như thế nào để cho cái sản lượng của mình là cao nhất và tốt nhất, an toàn cho cây của mình. Ở đây cái giống á thì nói chung là cái giống á thì ở đây thì về 6-20 về thằng 4 luôn. Dạ. Thì nói còn có những cái giống mà thì ở đây họ lấy tư nhân họ lấy trong này ra thì ở đây thì cái giống là họ cũng biết tên luôn. Dạ. Giờ đấy nói cái vườn sầu vườn đẹp thì nó biết. Chứ còn cái giống thì còn hơi dạ, khó. Đúng rồi, là người dân thì bị dân đã dân tư làm tư toàn bộ 100-150. Dạ. Còn cái giống á thì nói là về cái giống cây á. Bây giờ mình nói đi chứ mình lấy cái về 6-20 mà trong này đưa ra cha lấy cái đi 6-4 thì ở dân đây mình biết được. Dạ. À. Cái trình dụng thì mình cũng biết được đây là dân được đây họ đưa ra là cái giống gì. Dạ. Hay như anh nói chứ nói được cái vườn cây đẹp xấu thôi, hai cái đẹp cái xấu thì biết được. Dạ. Còn cái giống nói vì ở trong mình á là có những cái kỹ thuật họ tới là họ biết là biết cái giống họ biết cái họ nhìn lại họ biết cái. Dạ. cái giống liền nó họ biết cái đi 6-4 loại là V620 loại là lấy hoa 90-92 thì họ sẽ biết được cái cây. Dạ. Cái túi vùng này cái giống tôi cũng biết được một vài loại chống biết hết được. Dạ. Chẳng biết được là các những cái loài mà hay những cái người nằm trong viện cô su họ mà biết được cái giống. Dạ đúng. Toàn bộ. Chứ còn ở đây thì mình cũng biết được sai giống. Ở trong này thì chẳng cũng biết được giống được. Thì cái vườn đẹp về ở đây đây. Được đấy lên đấy là về hội hợp tác xã đó họ lấy những giống nhiêu. Dạ. Họ đưa ra đầu tư ra cho người dân họ trong. Dạ. Họ cũng từ tay họ đi lấy. Anh Cẩn làm khu vực này là khoảng bao nhiêu vườn, khu vực của anh là anh nhắm khoảng có khoảng bao nhiêu hộ là làm phương pháp này anh? Nhiều chứ. Nhiều. Dạ. Chứ anh cũng mấy chục hộ đó chứ. Mấy chục hộ à? Mấy chục hộ đó chứ. Mấy làm nhiệt tèm đâu nhiều chứ. Dạ. Mấy làm nhiệt tèm đâu, bữa hôm giờ làm cũng về khoảng 60 căn bộ á. Dạ. Và cái hiệu quả bao nhiêu phần trăm ở trong đó là họ làm họ thấy hiệu quả? Thì làm như vậy hết đó chứ cũng có hiệu quả như vậy đó. Thì thực tế họ đang làm hết chứ họ vẫn đang cả video làm hết. Không chứ có ai là nói là cây nọ thu đâu về hết. Rồi chưa bỏ có những ba con vẫn làm. Như có một cái vườn gần đây bỏ đúng không? Xa, cái vườn gần đây bỏ là cái nập chục xanh nữa. Thu về là ở đây xa cách đây cũng 5-7 cây số nữa. À chà. Trong xa quá. Em nghe nói là có vườn họ bỏ. Họ bỏ là cái họ nói là cái nập chục xanh nữa là xanh dương đúng không? Bì xì xanh bọc. Dương xanh lá cây chứ đúng không? Bì xanh là cây hai nắp chụp nữa. À hai đầu đúng không? Hai nắp chụp hai đầu nữa. Họ nói là bị xì bọc vì nhiều bơm hẳn có mù. Dạ. Thu về cái bữa nay đây chúng chưa thể thu về hết cái lượng mù bơm nói chung là cái nắp mới thì nắp chụp xanh nữa là cái lượng cái khí động nữa cái nắp nữa
là nói chung là mình biết oxy hay không, cả là mình biết nhưng mà quá lỏng này. Thứ nhất là quá mềm. Đây hắn chặt bằng nắp kính ấy. Điều hai là cái côn cái nắp côn ấy hàng quá lỏng, quá mềm. Chúng ta lên đã có cái vương đó. Dạ. Mà ta háo rồi đúng không? Hả? Ta háo rồi. Chưa tháo. Vương vương đây luôn đấy. Cũng tỉnh đây này, vương đây này. Đấy cài tại mày chụp. À vườn của anh luôn à? Ừ. À. Vườn đại ca lắm đó. À lúc đầu anh làm cái loại hàng đó. Đang làm thì đang làm cả là đang làm vừa sau lấy lại bên ấy một số con cả là đang làm số nào đó. Những trước mắt là mình cứ nghĩ BC thôi chứ mình chưa biết cái là hằng cô đạt hay không mình chưa biết. Dạ. Những việc bên khí bên đó chứ mà mụ hay ít hơn bên này. Dạ. Không vương cái thì hằng ít thiên ít hơn thôi nhưng mà cả là mình chấp nhận thôi nhưng mà ý là hằng cũng cái bi này là thay liên tục. Bi đây. Bị nó chỗ hở giống như thôi. Nó đổ một lần nữa nghe. Để mà hôm nay đổ trong lần. Bị đâu là đổ nguyên 500 bộ luôn. Đổ rồi mà vẫn không bị. Nó biết lý do nào mà đánh giếng ra, đánh giếng này không còn có đang sợ có người đang sợ. Mình bỏ ra ít nhất là mình làm thôi, vẫn nói chung làm chứ thời gian cả chứ là hàng phải hao mòn hết. Ủa mà bên kia là không anh bị tiếp là không đổi lại được hay sao? Đổi rồi. Đâu thì là đổi rồi. Bị nữa thì đổi lại nữa. Đổi chứ đổi một lần là đổi đâu nữa. Ra ngoài này thằng người giao là phải là vài trăm bi ngoài. Dạ. Đang bỏ bi một độ ngoài. Là bị phía cái hàng xanh lá cây ha. Thì hàng được bên lại bên hàng xanh lá cây hai chục đó. Dạ hai đầu. Cái đó là bây giờ mình đổi là không được nữa. Đổi một lần rồi chứ đổi lại chứ nữa. Ý là cái là mình đổi được hàng được, mình không biết vì cái cần chỗ là mình khi mình ra mua là không có tung họ chợ ra mua. Chợ ra mình giới thiệu qua, biết sơ qua để mua thôi chứ mình họ không làm hàng vì mình... Kiểu như là họ đánh xe ra đây xong rồi họ bán. Họ bán một thời gian xong rồi họ lại chuyển đi. Họ có người đừng đây đừng lại làm. Họ vẫn có người đừng lại làm, còn dư trong đừng lại làm. Nhưng mà thời gian đâu mình đổi thì... Thời gian đâu là mình mua thằng mẹ đi, mình để con với ông đó. Mình sao mình còn lại số điện thoại của bên đó không có đổi cho mình một lần đổi một lần đổi thêm một lần là thành ngày quá tôi bỏ giá cho mình cứ đổi đi đổi lại vì tìm hỏi hiểu vì hẳn không phải đấy chứ hẳn xin rồi giống như cách 10 ngày mình bơm nữa lần xin thêm 15-20 bi nữa rồi ngày lần xin cứ xin rồi chứ hẳn phải là hẳn bị nói chung là bị trong quá trình sử dụng á anh cứ xài là cứ sau đó cứ bị hoài nó giãn ra bị lần là mình cứ đợt đó mình bơm không bị nhưng đợt sau là hàng bị tiếp bị tiếp thì làm gì đó khi mình cũng cũng mất thời gian cái lẽ cứ bị lần đợi mất khí bơm vô đây mình xì rồi là bây giờ đây tôi làm cho họ là tôi đi bơm cho họ hết là họ bị bơm xong là tôi thấy an toàn mà khi bơm lại thì họ cũng thấy an toàn. Họ nhớ chứ họ tới phang nang họ nói bị bọc vì xi nhưng quả nên tôi cũng đi qua công ty mà cũng chưa chứ có ai có cho nên tôi cũng chưa điện đó là nấu bị là lúc đầu bơm vô là biết liền vì đâu hầu như là ở đây là tôi bơm 1000 bọc hầu như là bị 1-2 bọc thôi chưa bị bơm nhiều đó. Và nếu mà đã xài không bị lúc đầu là có nghĩa là cứ xài qua năm thứ hai bình thường không bị tiếp nữa từ đây là tôi tự đi làm đi động cho họ luôn thế biết đây là hàng cùng có là hàng xa thì lộ hàng lộ ra cho lớn kệ vì họ lại phải động với họ chi nhiêu cái họ nói mình thôi giờ là lúc đầu anh cũng thử nhiều loại hàng khác nhau đó anh thử hàng màu xanh lá cây với hàng màu cam cũng thử rồi đó màu cam thì chưa thử cái hàng màu xanh lá cây này thì màu xanh lá cam thì ra đây ít ra gì tem đấy còn hai vương thôi chứ màu xanh lá cây màu cam đang có cầm màu chụp xanh là cây nào thì hai chụp cái cỏ đá đó khá là nhiều màu giống như màu xanh là cây là khác với công ty về màu này dạ nó khác còn bên em cũng có một số bên họ nhái theo cũng màu giống như bên em nhưng mà khách hàng thì khi mua thì họ cứ gọi điện họ xác nhận thì cái bên nào đúng bên em thì không tôi gọi điện thôi công ty tôi nói à nếu mà bên nắp chụp thì bên này là công hàng công một logo về nhau luôn chứ có nhiều cái tại cái hàng công pin hay công logo mà có được không có logo dạ có được không có logo quan trọng là anh thấy cái cách ép nhiều khi họ tưởng là mình lo hàng của họ dạ là nhiều khi mình nói tưởng là bên này lắp chụp có logo bên này vì họ điện với công ty nói là
hàng bị nhập không kịp vì là máy máy bên này hư, để sửa lại cũng có lúc không. Thì tôi cũng gọi điện bên công ty của quả nói là làm ăn cho bà con rõ ràng, cho nên mình làm ăn hẳn rõ ràng thì hẳn cũng nghe. Nhưng mà qua thời gian người ta xài người ta cũng biết rồi. Thế bên mẹ hôm tôi cũng bảo đảm cho họ là nhiều khi tôi đổi lại. Chứ mà mình mua hỗ trợ mua hỗ trợ giống như hàng bị một lần mình có vùng ba hai độ làm chi nữa thôi, bầu mua cái khác phải là lũi một lần cho đi đổi nữa thì mình mất khoáng mất mũ nữa. Đúng rồi, nó cực công mình đi đóng lại bơm mất nhiều cả lắm, như cái bi thế chưa đây hàng đợt chưa hàng xi đợt sau xi bơm cái xe xi cũ lần xi ra đây là bắt đầu phải dồ ra là mất một bi thủy giá rồi nè, đây nè bắt đầu đi cái vườn này đây bữa hôm giờ bơm này thầy cũng cái bên kia gần đây ha, đó luôn đây cả tập đồ cua đây luôn đi họ chụp từ đó với những cái bơm nhau mà phần mặn mặn bánh hết. Đó bi đi mới mở cho bi mới là cái gì rồi đó. Mũ. Cái này là anh xài là nó bị tiếp đúng không? Bị tiếp. Nó không chảy nè anh thấy không? Nó không chảy giống như cái kia. Cái này là bị ngay lên mũi này, hai bên này. Một đá sổ bị coi này. Rồi đây. Bơm là bị con cái này chắc mình tỉnh mềm mà hàng chứ không cái là cái tại cái quả mềm nữa mềm mà sợ nếu mà làm cái này chút kính như làm hàng nọ ra ra hàng hao khí nhiều cái mềm và hao khí nhiều đấy này à nó bị xì ra đường đó hả xì nào chứ mình nói là xì ra cái cách đồ hàng là quả mềm mềm nó sợ hao khí nhiều á cái cách đâu thằng con chứ cứ ngay cứ đùng của con đùng lỏng quá tại đấy hàng cái này đó. Anh có dùng cái nút xả không? Xả nút đi hả? Dạ đúng rồi. Không. Ủa vậy là cái nắp chóp này không có dùng nút xả luôn. Thì họ dùng nút xả mới mình không xả mới có đâu còn một thứ đâu xả. Tại vì nguồn cô chạy mình động nguồn cô nút xả mà mình xả. Đấy cả mấy cái động cho hôm nay là hôm nay là nhiều lắm rồi mà chưa có cái nào xin. Ý xin lắm. Ý nó giống là chứ mình động một xin đấy chỉ có lưng cái gì đi mà cái một thiệt giỏ. À. Là cái một thiệt giọt khi nào hẳn mới bị cái một dày quá hẳn mới mới dạ, mới dạ, cái lỗ đâu có tác dụng cái tại nó hẳn không dạ, còn tác dụng hôm mới ra là giờ đây có cân gì đó là cái nắp xả đây mất tiền lắm nằm chỗ là đây mà khu vực của mình là bơm vào chỗ là đây hai bên đi đây là chỗ này là đây rồi đây là chỗ là bơm là xì cứ xì liên tục nữa. Còn như sau này là bị cái này gỡ đá gỡ búa là đó thằng hay bị lỏng đây thầy cái là bị lỏng anh ấy giờ cái loại này anh trang bị bao nhiêu cái tổng cộng vườn ấy hả dạ hết 500 à 500 đổi ơn bây giờ hơi đi 500 mà bi là đổi là loạn rồi bi là đổi bi đổi hiện tí là lại cũng 300 mấy bi rồi đấy 300 mấy bi là anh đổi qua bi khác á đổi qua lại cho bi bên à, bên em đó. Dạ. Là đổi qua bi bên em anh thấy chất lượng sao? Đổi qua rồi thì thầy số có thì khí động đó bên ấy có hết là vương 600 gương 650. Mà mình động cái bi này á là sau lại bên tê một tờ gương 150 của bên sau đấy cũng cần, nói chung là mình không chưa đổi cái bi bao hết. Nhưng mà cái số lượng bên bi này á nói chung là mình cứ bơm là cứ 10 ngày khi đến một lực bơm là hàng có xi 15-20 bi nữa tiếp tục gia tà địa điểm đi hiện giờ chứ là hiện giờ chứ 500 bi là cũng là đội gần là phải đừng là 300 giờ 270 bi nữa mấy cái con đang tiếp tục nói chung là vừa rồi mới bơm là vẫn xi 15-20 bi đang năm nữa thì nếu mà làm cái này từ đầu mùa đến cuối mùa chắc là bị xì hết luôn chúng là hết cái bi này mình khả năng là hàng bi hết. Dạ, làm gì cực công quá đúng không anh? Vừa cực công nó mà vừa bị mất khí gá, vừa mới cả thẳng bộ đàm lượng mũ cho mình nữa. Dạ. Vì khi bơi bi vô xi mà xiên thì đổi ra cái cỏ mà tại chỗ mà đổi dẫn đổi thì để thì khiến xi lấy mô có lượng mũ. Dạ. Dạ, có một số vườn nếu mà làm vậy thì cuối cùng nếu mà bị vậy họ không hiệu quả chắc họ cũng tháo hết. Thì đúng rồi. Dạ. Thì vừa nói mình... thảo ra, tạm 500 bộ đó là vừa thảo ra đó. Mình làm với chi người dân, mình làm với chi thì chưa có năng suất hiệu quả, chứ không năng suất hiệu quả, vừa là tổng vừa, ông vừa không có năng suất thì... Dạ. Đó là đồng không làm chắc ăn cho họ.
Dạ đúng thì làm cả chứ là chắc cái này. Thật ra năm ngoái cũng có xảy ra tình trạng y chang vậy nè, cũng một số nắp chắp nha, như bên một camera cũng cuối cùng là họ xài cũng tầm khoảng 3 tháng nó bị xì hết. À, họ tháo xuống và họ nói là làm này không hiệu quả. Mà hiệu cũng hiệu quả là bị gió bấm khí vô là không có là bị xì quả không có bụi. Dạ, nắp đấy á, lên giống là cái động đấy á, lên giống là mình cũng chưa nói, nhưng mà cái nắp đấy này là gọi về cái động đấy nè, cái là quả mềm. Rồi đơn giản là quả mềm. Là mà không biết cái mềm ấy thì khi hàng cũng xì khí hay không. Dạ tại cái này thì người ta cứ nhấn mạnh vô cái vấn đề có lỗ xả, bên có hai đầu để mà nó xả mũ, nhưng mà thật ra thì trong thực tế anh xài anh thấy đâu có cần đúng không? Cái này nói chung là nhiều về tỷ lệ mà mình đây xài dưới đi á thì theo em chung là 5-7-6 cái này là lượng mũ rộng thì chạy mũ sẽ chưa. Cái này nếu hôm tư ra những cái mình để mũ cài để mà thả xả để cho trình được lưới bi. Nhưng mà thực tế là đặng 5-6 cái này là lượng mũ nó đặng vừa vừa chưa là mấy tháng này hàng chưa bao giờ bị chạy mũ ra. Chứ cái bươm hơi này đang hồi động lần hai là chạy mũ, mới động lần hai không chạy. Dạ. Động phải lần hai còn chạy không đấy. Là nắp chắp một đầu của bên em đó. Không chạy. Rồi chứ đó trời đó lại đổi gọi xe đổi từ. Mình cũng không cần thiết. Dạ đúng rồi. Bên công ty mình có và mình cũng có. Dạ. Thì bên em cũng có nhưng mà khách mua thì tùy theo tư theo vùng. Tùy theo vùng. Tùy theo vùng mà tùy theo lượng cây. Khi nào làm cái nào tăng lên là thêm tiền nữa. Dạ đúng rồi. Tăng giá lên cao thì ba con cũng chưa thích. Thì mấy chỗ khác họ cứ quảng cáo là cái này là để chống xì mũ vậy. Còn nếu mà theo em có người nông dân á, mà mình nói nhiều mà động mà có cái này cân là dựng cái vườn một cây non vỏ mỏng là đúng rồi. Với lại quan trọng là cái cách mình thiết bị mình đóng, cái cách mình đóng nữa thì đó nó dựng như vườn mình đây động cái này đây khu vực đây cây non là không động rồi, cây non thì chưa cả hoạt động làm chi nữa. Thế mình nhập vào họ động mình là thôi thì động là nó quá. Dạ. Vườn bên kia là đóng không có cây nào xì đúng không? Đóng nắp chắp một đầu. Có cái nào xì. Dạ. Nhưng mà nó ít lắm. Không đáng kể. Vườn cây hoa thì cũng có ít cây, còn có một vài cây cũng đáng kể đâu. Chứ làm mà cái này cứ thêm cái công mở ra công đóng vô chắc là cực chết. Mở động. Điểm như điều hai nữa mà cái đồ đôi khi ví rằng cái đồ hở quăng xì khí ra nữa. Đây mềm. Thì ở Tây Ninh đó gần như là 10 vườn em xuống là 10 vườn sử dụng cái loại này là hết 9 vườn tháo rồi. Thứ nhất là cực công quá thì họ phải mở ra họ đóng lại. Thứ hai là nó cũng bị tình trạng nó cứ từ nó xì hết đến khi mà nó người ta bị nhiều quá người ta không hiệu quả ta tháo xuống. Cực công tao quá. Vì nói chung là mình làm đang bên chỗ cả cộng bên công ty á, nói chung là người dân mình cũng đề rằng là làm đang ăn thua. Thì mua thì mình có nhiều cái để mình lao cả chứ lâu hao mòn lâu dài phải bị hư. Người dân vẫn chấp nhận, nông dân ta vẫn chấp nhận là có thể lâu ngày đó ta để đổi, nhưng mà mới làm mà thời gian ngắn quá đi á mà bị mà không đạt được hiệu quả là người ta chán nản, ta nản ta bỏ. Lúc đầu lúc cực nhất nữa. Lúc đầu còn kiếm mà lúc đầu chưa thu được tiền nữa mới thầy chứ được nữa phải thầy sờ sau làm chứ tiệm mà bì chứ được nữa đọc cái vương hôm nay mà lại mũ là thu phải đội tại đội lui là không làm được. Dạ đúng. Vương này vương làm đâu đây? Cái đến làm đầu tiên đấy. Đầu tiên là ra đây. Hôm nay cũng hồi đó cũng chưa làm bao nhiêu. Vương đập chuột ra đầu tiên làm gì? Vương sẽ động không hiệu quả là điện lấy bên hàng bên công ty. Quan lên để tôi lại tương thưởng. Bên em là vườn xanh tốt nhưng mà công ty cây xanh. Vương xanh tốt. Dạ. Thì nên một số vùng họ làm cái này trước thì đôi khi dân vùng đó họ cũng ngại. Họ cũng ngại. Nên sau này thì làm sao ta không dám xài. Vùng của mình đây là hai họ đáng cào lên như thế mà tỷ lệ ra theo em người nông dân nói thì tỷ lệ ra mà làm đạt điểm nhất là cái đặng đạt với các cái dụng cụ nắp với bi đồ đạt cho họ thì họ vẫn làm ok. Yeah. Chứ cần mình làm cái chỉ là vẫn về sáu thì cả nó không nói được cho về sáu thì hàng vẫn có áo mon và tất cả. Mình bên người dân thì mình yêu đi công ty làm được ráng đổi bất cứ cái chứ được cả một lỗi hoặc cái chứ được là cố gắng đổi lại cho bà con. Dứt điểm hai nữa là về bên chỗ cái khi làm là phải đạt chứ không đạt là tùy chúng là dân bà con mình là mà anh biết rồi là cần một người là ra 10 người rồi. Cần một người mà không đạt là bắt đầu đi họ nói là thành 10 người thì thành ra rồi.
Thì chúng lại khi này chứ cứ bao nhiêu người đạt ra nói vô chiều rồi thầy làm thì chúng lại là kia chứ ba con đây thầy làm đáng số triển khai làm nhiều. Dạ. Về con về thành phần mù thì hàng ruộng là tươi sáu cây. Còn trên mạng thì nhiều thông tin thì những người đợi cũng do ai, do cái này. Họ cũng nói là ai cũng đẹp cũng nói hết cũng chắc chắn là ai lên mà nói xấu đâu. Cũng nói ăn thôi cái thực tế đấy này. Dạ. Cái thực tế đóng của cây về cái chất lượng đấy này chứ con ai cũng nói là hàng mình đẹp phải cho con lên nào lên vào ai mà lên nói hàng mình xấu. Đó là họ quảng cáo về cái cách thôi, cái thực tế đấy thôi. Vì họ làm rồi họ biết chứ con mà chứ ai lên ai nói xấu chứ tôi đóng tôi nói cái lên đẹp rồi chứ mang tôi họ sai cái đà không có biết này. Thì ở Tây Ninh là cái mấy đại lý mà bán cái này là giờ dẹp bảng luôn rồi, tháo bảng xuống. Vâng, theo em nghĩ là cái này mà cái này là rồi là hàng cũng đạt chủ cái này. Vì giờ chứ là cái bi là hàng ngắn coi này, nhưng giờ chứ mình chung là cái ta đưa bi ra ngoài mà đưa mà chưa mỏng hơn ở bên bên đây này, cái bi ông thằng anh em đang lấy số đổi đẳng đó, đó bơm lên cho cái bi đến đi. Này thử cái bi cái bên này. Dạ. Đó, to không thì thầy năm này dài dập cái bê này dài hơn. To hơn được lắm. Đây này, lại bi mới em mở thấy này, mở lại rồi từng ra tay này. Đó. À dạ. Đó, đó bi này đây. Bi này bi mình ta. Có luôn có cái bê đặt sẵn có luôn cái này nó hơn này đó, đặt sẵn này này. Cái này là. Đó mời đó, mời đơn giản. Là em bi bi này bi của mình. Dạ. Nó chảy ra là thấy không? Mời đây, mời đây con. Đâu bóc ra được đó. Nó chảy ra. Đó. Anh đợi mời đơn giản đây con mới thấy đây. Thay từ đúng không? Nó ép nó chảy ra thì tất nhiên là nó không có bị ra nữa. Trồng cái chất lượng ép. Ở đây bên này là con bơm lên bên này con căng à. Bên này xì hết nè. Với lại cái này nó phải đạt cái độ dày, cái chất liệu của nó cũng quan trọng, nó giữ khí được hay không. Nếu mà chất liệu nó không đúng á thì cái khí nó sẽ tốn ra của mình là mình phải bơm nhiều mà khí nó giữ lại không tốt. Với lại bơm nhiều á thì lúc đầu nó sẽ dăm đầu tiên nó đẩy vô cây nhiều quá. Đây này đổ này, đổ đá bỏ cái này. Đây. Đổ đổ lên đi. Đây. Này đổ đá này. Đổ đá bất tên đi. Này. Giống như cỏ cả của mình đó. Là anh thấy này nó là có chảy đó. Ừ. Thì một thời gian là nó sẽ bị rò đây nó có chảy. Cái này hằng cũng động vô hằng ngạp, muốn ngạp phải mùi. Chảy nó chảy đây nó không bị. Nên cái này anh xài qua năm sau anh xài bình thường thì nó không có nó giãn nở, nó không có vấn đề gì. Còn khi mà nó giãn xài một thời gian nó giãn nở là nó sẽ bị rò đó. Chứ đưa vô mà dập lại được dập lại dập đúng rồi, phụ đúng con dập nó bắt đầu là nó chứ không phải đánh ra nữa, đánh mù ra mới dập à. Dạ để dập đây đúng gì? Mà mù cũng chạy vô mày hồ nó dập nó không chảy ra được cái mù nên chạy ra này mày của hồ đó luôn đúng không? Dập chi nữa lúc đầu khi mà mới ép thì nó còn nó túm cái này lại nó bóp, nhưng mà khi mà nó anh để ở ngoài tự nhiên á thì cái này nó bắt đầu nó giãn ra nó không bóp vô trong, nó không bóp vô trong cái ống nhựa này nữa là nó bắt đầu nó xì ra. Nên cái cách thức mà để nhận biết mà hàng chất lượng hàng không chất lượng, anh lấy cái con dao lam á, anh rạch giùm em ngay chỗ cái chỗ này nè, anh rạch ra. Nếu mà anh rạch ra mà sau đó anh bóc ra mà còn mất là bóc dễ dàng á, là có nghĩa là cái đó đó anh xài một thời gian là nó bị. Còn cái loại mà nó cái hàng như là giống như cái này đi, mà khi mà anh lấy dao lam á mà anh rẽ cái đường này nè, mà sau đó mà anh bóc ra nó không được á, mà hay nó chảy nó dính luôn á, xì ra dính luôn là nó không bị nữa, không bao giờ nó bị nữa. Rồi vậy như khi ra tôi dặn họ là như khi mình họ xì bọc mình phải bọc đâu này để họ bọc mình bọc lại đâu này là mình bơm vào coi xì được đường nào xì được đường này xì được này đó xì theo kiểu một dừa lên này. Thì năm ngoái cũng nhiều người lấy những hàng khác họ cũng bị cái tình trạng này, dẫn tới làm không hiệu quả, gây ảnh hưởng chung. Tôi biết công ty mình làm cho đặc đạt thì dạ. Thấy là ok thôi.